Thế vừa rồi chị lấy chồng, vậy chị sẽ lấy anh chồng. Thế chị sẽ là vợ thứ mấy? Mợ Xuân cũng chưa phải là bà chủ chính thức đâu, vì mợ ấy đã sinh cho ông chủ cậu con trai nào đâu. Tôi mới có con trai. Em khỏe đi. ここは桃源郷か。カゴの鳥か。Sao em? Cảm ơn anh tiếp tục nhờ nhá. Vâng. Em phải giả vờ là thích thì anh mới thích được. Chị Hà chỉ cảm thấy được khi anh Hùng mạnh bạo một chút. Mạnh bạo á? Em có thích không? Em đừng ăn ổi. Nóng cho em bé lắm đấy. Thầy thường chiều chuộng mà ấy quá. Sơn cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi. Con Hà cắt cô chứ? Sơn! Em đâu có làm gì sai. Chị đã từng nghĩ như vậy trước đây rồi. Số phận đã là thế. Spike Lee が見出した新たなる才能に世界中が絶賛。移りゆく季節、色づく予感。今、女たちのドラマが幕を開ける。第三夫人と髪飾り。